Đấy, lại là con nai vàng ngơ ngác dậm nát đồng miền Tây. Năm 0075 đang sới khô nha anh em. Đồng này đây là đồng Bình Thạnh, Bình Thạnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Sới khô được, coi nếu mà ô này tính ra thì nó thí dụ như ba công này sới khô đường công, mà do bên đây có hai công bên đây là nước nước dịch rồi. Đó. Năm 0075 là nhìn từ xa thì cứ Oppo, không Oppo là 65 chứ 55. Rồi John Deere 5075 sử dụng động cơ John Deere 3029 turbo nha anh em. Piston 106 công suất là 75 HP. Tua 2004. Hai cầu này thì cứ 2 tấn 4 cộng thêm. Trong 106 dung tích 2.9 lít 3 máy. 3 máy thần thánh của John Deere đó. 2.9 lít tua 2004 có turbo. Cho nên lên được 75 ngựa, hay chứ, hay chỗ đó đó. Máy có 2.9 mà tới U được 75 ngựa luôn. Dàn sớ bỏ tiền, lá mũi bỏ tiền luôn. Dàn chân thì 18-4-30 với 12-4-24. Đây mặt đất sớ khá là êm á, do tài chạy cũng chịu chạy chậm, tài này không có đạp. Số sớ thì mấy con này số sớ là 540 540E. 540 là số bình thường, là anh em chạy tua 2004 là nó ra như máy tua 2002 nhưng mà đạp 2000, như máy 2004 nhưng mà đạp 2002 là nó ra 540 rồi. Còn 540E là số tiết kiệm, là anh em chỉ đạp 1007 thôi là nó ra 540. Mấy con này thì BI nha, số series là BI, đầu BI là BI dài á, là máy sản xuất ở Ấn Độ. Hôm trước mình nói BI có bạn nào tưởng đâu là BI ngắn đó, thành ra dịch ra là Gorussian India, là sản xuất Ấn Độ thì không đúng nha, BI dài, BI dài mới đúng. 5075 thì nó xài heo Tết nha anh em. 65, 55, đồ 53, 10, đồ 50, 45, 50, 50 thì đều là healthy. Chỉ có mấy con đời cũ 5002, 5003, 5004 đồ đó thì mới có xài heo Tết thôi. Còn đồ mới đa số là healthy, thì chỉ có riêng 65 này là xài heo Tết. Số đồng tóc, đồng tóc, đồng tóc hộp số ở đây là nó xài, nó có cái nhông đồng tóc, có cái dòng đồng tóc nha anh em, chứ hộp số nó không có cái vụ mà tiếng lùi đồng tóc nha. Nó vẫn là ABC hoặc là AB là 2 tầng, ABC là 3 tầng. Con này mình không nhớ là AB hay là ABC nữa. Hộp số đồng tóc nó sẽ khác với là đồng tóc tiếng lùi. Nó có cái dòng đồng tốc để mà anh em chuyển số nhẹ nhàng đó, không có bị lập cập nhiều đó. Còn cái đồng tốc tiến lùi là ở đây là ví dụ như anh em đang đi số 2 đi, chạy tới là 20 km, thì gài gặt cần chạy số ve là nó cũng khoảng là 20 hoặc là 19 km, thậm chí có một số dòng là số ve nó nhanh hơn số tới nữa, là 21 km đó. Đồng tốc là vậy đó, đồng tốc tiết lùi nó như vậy đó. Còn cái hộp số đồng tốc là nó khác, nói cho rõ để thôi một số anh em hiểu lầm, cái đồ cũng có hay bắt bẻ mình quay vô này à. Năm 0075 này thì tính ra thì nó cũng nhiều hơn là 5065. Nó nhiều hơn là do lỡ xài, có mấy người mà mua máy lớn, lỡ mua là ta mua luôn máy lớn là 75 là vậy đó.
tướng cá gì ngon lành nữa. Con này vàng ngân á. John Deere là gốc Bắc Mỹ nha anh em. Gốc Bắc Mỹ. Nguồn gốc á. Còn nói về máy thì máy này là máy châu Á, thương hiệu Mỹ. Do nó sản xuất ở Ấn Độ rồi, sản xuất ở châu Á. Khi nào sản xuất ở châu Âu á, ví dụ như Đức, Ý rồi đó hay gì đó, thì mới gọi là John Deere châu Âu. Nhưng mà nói thì hay nói là nó máy Mỹ, do nó là nguồn gốc của Mỹ. Còn sản xuất là Made in India. Nhà máy ở Ấn Độ là thành lập năm 98. Dòng sản xuất đầu tiên là John Deere năm 30. Còn năm 2005 này hình như là cái năm sản xuất đầu tiên của nó, hình như là 2012 hay gì đó. Năm 2005 đời mới, bây giờ cái cabo nó khác cabo này nữa. Việt Nam mình hầu như không có nhập mấy con đó về. Ôi, còn khúc ở đâu ông về luôn, khổ quay đầu. Xong rồi đó, phát tay rồi đó. Dấu bánh kìa. Không bèn sớ luôn mà đó, hạ sớ xuống vậy mà hết dấu bánh đó. Qua bên kia cũng nước không. Bên đó dịch ăn mà bơm nước dịch vô. Đi lên luôn. Vậy là dài á. Cái lâm này nó có hai cái đường nhớt, còn sau này đường điện nữa nè. Nó cái ô này nãy sớ là cái ô ở trên đó là dài tới dưới đây luôn. Đi giờ đi bìa lên. Dạ này có báo tiền nha anh em. Nói chung là chọn bộ báo tiền đó, hồi đó chủ này anh mua chọn bộ luôn 350. Của chủ cũ là cũng lên dàn sớ rồi, lâm ổ rồi hết rồi. Con máy này mua chọn bộ á. Động cơ John Deere thì đọc lên là biết được số máy với dung tích. Như 30293 máy 29 lít.
40 45 là 4 máy 4.5 lít. John Deere đời mới bây giờ có thằng 3036 á, 3036 nó xài động cơ của Hoàng Giang Ma 3TNV88. Cái gì ta? Đảo xuống vét đường nào nó vậy? Trên điên ý mà nói về chuyện hợp tác thì hồi đó giờ hình như là chỉ mới có hợp tác với Giang Ma. Bên sở lên này nè. Cán là cái gì không biết. Ông số nói chuyện sao nữa.